Hai em xin chào quý anh chị cô bác và các bạn nha. Hôm nay là chắc là phải đi ruộng luôn mấy cái dàn dây này rồi bạn. Thành ra bây giờ là có cái gì mình sẽ thu hoạch cái đó nha bạn. Đó, bạch trầm hương đó bạn. Đó. Trời ơi nó thơm, thơm lắm bạn ơi. Đây, ba mình đang đi ruộng lần lần nè bạn. Coi có dưa gì thì mình hái nhiêu đó mình hái. Mẹ đừng có đóng cửa lại mẹ. Đừng đóng. Đây. Là hôm bữa mình ruộng ba gồng vòng này rồi bạn. Rồi mình làm sạch sẽ luôn, ngon lành luôn rồi, rồi bây giờ ba đi hái trước đi. Rồi chút quần mấy vụ này nè bạn. Xong rồi nhét xuống chính giữa nè bạn. Cái mình ban đất cho nó bằng qua chút đó. Rồi cái làm đất như vậy đó bạn. Bữa nay non già gì là ruộng hết nha bạn. Trái nhỏ trái bự gì là phải ruộng hết nha. Đặng, đặng mình bỏ dây luôn nha bạn. Nên bữa nay trái tí tí cũng quất luôn. Vậy ba hái bên đó ha. Con hái bên đây nè. Chút chút về cũng ngon lắm nè bạn ơi. Trời ơi. Ăn mà ăn, ăn cái bạn ơi. Mới hai có hai trái là ăn cái bạn ơi. Tại bạn thấy nó non bạn nha. Chứ thương à. Ngon quá. Mình thấy non vậy bạn. Non vậy ngon bạn. Nay non già hái hết. Không chừa trái nào nha bạn. Chút chút. Dưa người ta đắng ghét hả bạn, dưa mình nó không đắng, ngon. Mấy bà bán ngoài chợ á, ra cũng nói sao dưa đắng ghét hả. Bà bán bánh mì chả cá á bạn, mình đi ra gửi đồ á bạn, bà nói trời ơi, bà mua dưa gì mà bà bán á, nó đắng ghét hả, không biết sao kỳ vậy, lý do làm sao bà hỏi mình. Mình tí cái bữa nay của mình hết rồi, còn có nhiều nữa hết rồi, ai non da gì là hết. Chút chút vậy nè bạn, mình lại phái chút chút vậy bạn. Cái này là tí của nè. Ruộng dây nha, làm cái đầu ruộng dây cái đó luôn. À, mình ổng vừa làm ổng vừa ruộng dây á bạn. Ba bên đây ba ruộng thì ba cẩn thận cái cọng dây khổ qua nha ba. Mấy đây nè ba. Cắt dây khéo khéo qua không thấy đường thì để con cắt cho nha. Chứ để ba cắt đứt cái cọng dây khổ qua mới ở đây chết luôn ủng à. Khổ qua bữa đây trái đang ngon nè ba. Nè. Đó thấy chưa. Bữa mình hái ngon ngon đó. Sợ ba mình ra nó mọc chung với dưa leo nè. Sợ ba mình cũng thấy đường ruộng ruộng cái được rồi luôn. Này đi đâu vậy không về. Đâu qua nhà người ta kìa. Ê, đang hái đây. Trái gì không để gì nữa bạn. Đã phải hái hết cho rồi. Cái này là hoa băng xê đó bạn. Đây, hoa mồng gà nè bạn. Đây. Đẹp hết bạn ha. Đó, giống gì cũng có trời. Thụ lụ mập vậy nè. Ghê chưa. Mấy bạn ơi, hình như bữa nay nó rụng trái nữa rồi nè. Đây, rụng rồi. À. Đây, được trái nữa. Qua một trái, này một trái, hai trái bạn. Để cái hồi ra sao kiểm có trái nào rụng nữa không nha bạn. Đây, vừa gỗ vừa leo. Bạn, trái vừa gan rụng nữa. Chà, bữa nay có thu hoạch vừa gan. Này có bán cho bà Mười cái bờ ấy rồi. Cảm kìa bà đợi dữ lắm các bạn. Mà không có đồ bán bà các bạn. Đây. Đó, cái trái này sao đây. Cái này chưa bạn ơi. Chưa. Nó chưa rụng nó nằm vậy đó bạn. Nó rụng nó tụt xuống. Rồi để mình ra sao mình kiểm nó coi còn. Các bạn thấy kìa. Ra tới là thấy nó còn ten rụng rồi kìa bạn. Hình như hai trái luôn bạn ơi. Này có dư gan bán rồi. Nè. Không hình như mới có một trái rụng rồi bạn. Để trái này xuống. Đây, có trái này rụng nè. Sực cuốn sực ơ rồi nè. Đó. Trái này cũng bự nha. Để xuống đây. Sợ lăn quá. Lăn, lăn, lăn. Trái này sao ta? Trái này nó chưa rụng bạn. Hay mình hái nó luôn không ta? Sợ nó lâu. Thôi đi, để cho nó chứ. Ô trời 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 trời.
Bên đây trái nữa. Để bọc trái này lại liền bạn. Đây, trái này để cho chín cùng lượt chứ trái kia đi. Bán sao? Bạn ơi, vô gan thấy thương quá. Bạn ơi, trái này nhức nách. Hồi cân coi bán ta nha bạn. Ta đợi hổm gại nha bạn, không có bán. Đây, ba lựa ra nè bạn. Rồi, để ra phụ ba mình làm chuyện mơ. Bông cũ soạn lại nha bạn. Lại tiếp tục là đậu bắp nha bạn. Nhiều. Bữa nay đậu bắp đủ chỗ hết. Hôm qua hôm kia mình rảnh mình đi mình tỉa mấy cái lá đó bớt bạn. Tại vì không tỉa lá không thấy đường bà. Này nó tùm. Đậu đũa nè. Rồi nó che hai cây cà chua này rồi. Biết mà ăn gì được hai cây cà chua này không? Mà chỗ nhét nhét nó ngay đây bạn. Nó lên. Nó thấy mồ. Lấy đi vô lấy cái bao tay ra bao chứ. Sợ đen của bạn mới xức kem mà. Lúc này xức kem trắng rồi ba đây rồi ba. Đây nè. Ôi giờ có thấy đường đâu quay bạn ơi. Giờ nó cao dữ rồi bạn ơi. Đi sau lưng ổng rồi bạn. Không thấy đường để quay. Đi qua bên đây bạn ơi. Đây đậu bắp, ôi trời ơi, nó cao nhiều nghịu luôn bạn. Cây nào cây nấy mới đây là giờ bằng bằng người luôn rồi bạn. Ghê thì chứ. Mà bữa nay đậu gồng nó phát lại rồi, mà con thấy nó phát quá rồi, con tính. Rồi muốn đủ mẹ nó giống luôn tới cái đợt đậu bắp. Mình tính xử mấy đậu gồng mà mình thấy này đậu gồng nó bắt đầu nó ướm bông lại rồi các bạn. Cái giờ em tay mà chậm kéo ra. Trái này cù đeo cắn cuốc quá. Trời ơi, tao nói lá lúa nó che, có thấy đường quay bằng ô cái lá nào lá đấy nó bự bằng ba cái mặt mình đó bạn. Lá đậu bắp á. Ve lại con trái bà. Ve lại con cây hai cây các bạn. Đó 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 đó, đó. Rồi hết rồi bên đó hết rồi ba. Hết rồi bên đó hết rồi. Giờ qua coi mấy cái này. Mấy cái cây này nó phát quá trời phát. Không có thấy đường. Đây là ba đây con trái nè. Bẻ. Bẻ. Đó, giờ nó nằm trong đó bằng heo. Không có thấy đường. Khó quay khó đi vô cái ghê. Âm tùm nhà chặt quá bạn ơi. Có chỗ có chồng có liếp có lan nó ngon, tại không có mình nhét rồi có ăn bậy thôi bạn. Hết rồi hả ba, mình đã hết rồi. Đằng này còn trái này nè, mà trái này nè hái luôn không, mà trái này nè tỉa lá bớt rồi bạn ơi. Cái lá gì mà một cái lá của nó bằng ba cái mặt của mình. Hái qua luôn đi. Bữa nay hôm qua có trái bự đâu. Có trái nào bự đâu. Ôi chút chút không hả? Héo rồi. Gà này, gà nó bươi hết. Chắc nó bươi nó tróc gốc lên chứ gì. Ta không coi đậu bắp ở trong đó hả? Vô dòm có trái nào trong đây không? Có kìa, nó cũng có trái bệnh đó bạn. Gà ôm nhôm nhách cao vòng mà mình chửi chửi nữa. Nay nó cũng được trái hái kìa bạn. Đó, ba mình đang hái trái đó đó. Nó nhỏ không? Ôi ôi, còn vú sữa thôi. Đây nè bạn ơi, nó lên bông nè bạn ơi, nó ra cái nào là có bông cái đó nha bạn, nó ra cái đọt mới nào là có bông đó nè bạn ơi, coi nè. Mắt mê không bạn, vú sữa nha bạn. Đó, bên đây cũng cao nhiều nghịu nè, bắt đầu cũng có trái lụm mình nè bạn, đó, đậu bắp. Còn cái dòng dưa leo đây là hai cha con mình nhổ luôn nè bạn, nó đè cái trái na mình quá nè bạn, đó. Nay nhổ rồi trồng khoai mỡ bạn. Trồng khoai mỡ với dưa gan rồi bạn, mới nè bạn, cái đầu khoai mỡ nè bạn, đó. Đó, chẳng phải bỏ rồi cho nó bò lên cái dạng đây là mai mốt rồi nó bò lên tới là đậu bắp này tàn là dừa luôn nha bạn. Đó, mình cũng đi tỉa lá gốc dục lá lum bạn, đó đi tỉa tót em đó. Ở ngay cái cây cột tuốt bên trong này ba thấy không ba, ba hai ba trái mấy bên trong nó luôn nha ba, phải đi vô bên trong nó hai ba trái luôn. Ba cái cỏ chó đẻ này bạn. À, cố tình không có mần để nó nha bạn.
Tại vì để nó cao cao một chút là mình nhổ mình cho người ta làm thuốc nha bạn. Rồi thành ra mình không có nhổ cỏ chứ mấy là nhổ vậy nè bạn. À. Còn ở trong đó là chưa nhổ là tại vì bà thấy cỏ kêu bằng chó đẻ mà thật ra tên của nó là Diệp Hạ Châu. Ba cái ngay cây cột rồi ba. Đó đó. Ừ thì con dặn ba vậy đó. Cái trái ngay cây cột luôn á. Nay cũng có trái lụm lụm rồi. Mấy khúc này có trái lai gai rồi. Rồi thành ra mình không có nhổ mình để nha bạn. Rồi chắc mơ chiều đây mình nhổ luôn mình ra cho người ta làm thuốc rồi đặng mình làm cỏ cho nó sạch bạn ơi. Nè, như bên đây nè, làm tới đâu là mình nhà mình làm cỏ tới đó nha bạn. Cứ mận tới đâu là làm cỏ tới đó vậy đó. Đây đây. Đó, một rổ. Có lý hả bạn ha. Rồi bóp non lắm bạn ơi. Cách bữa hai bữa mà đâu có già được. Rồi, đây chắc hết rồi bay. Qua bên kia. Ủa đằng đó còn được mấy dây mới được bạn, còn này nè gụi hết rồi nè bạn. Đó. Giờ lụm gì được lụm là chuẩn bị gụn tụi nó luôn nha bạn. Đó, héo trơn rồi nè. Đó. Trời ơi, đồ bắp rồi kìa. Đó. Rồi bây giờ là đi lụm lụm được gì lụm đó bạn, xong rồi là bắt đầu gụn luôn. Bữa nay mình gụn mấy cái dây, mấy cái vàng rồi trước trà, bữa nay hai cha con mình chắc đuối các bạn ơi, không biết làm nổi không, để làm tới đâu hay tới đó bạn dọn từ từ. Bữa nay chắc non già gì đậu đũa ba hái hết khúc này đi ba. Khúc này nè. Non già mình hái hết đi đặng rồi mình gụn nó luôn chứ giờ nó cũng hết rồi, nó hết trái hết ấy rồi. Héo hết rồi, già hết rồi bạn. Gụn dây này được rồi. Trời ơi, ổng cũng kêu kệ, ổng kêu để dành. Có nghĩa là làm dưa leo trước mà trước. Nhổ mấy cái dạng dưa leo đó làm sạch sẽ hết. Rồi mấy cái này từ từ mận tới bạn, giống như là bữa nay mình mận này, mai mốt mận kia, rồi thí dụ như hai bữa nữa nó có được trái nào hái được nữa hái. Ý ba mình là vậy các bạn. Dọn từ từ bạn chứ một ngày dọn không hết bạn ơi. Đó là bắp bên vàng mới nè bạn nè, trái quá trời rồi, có thể lụm được nữa nè bạn. Thấy không bạn? Đó đó bắp trái kìa, đây kia kìa, thấy đây. Chưa chưa? Đây, được. À, cắt bạn ơi, ba mình cắt. Được cái nào được nha bạn. Bắt đầu có bình mới rồi bạn. Trời ơi ba cái rau lan nó bò. Tao nói mà kệ đặng có chỗ nào mình nhổ mình bỏ bớt rồi, lâu lâu cái mình cắt dây nó đặng mình chia với các bạn mình quăng xuống cho cá nó ăn bạn. Mình cắt bớt lá rồi bạn, không cắt bớt lá tùm đây là ba trái nè bạn. Trời ơi nó dài. Cái mỹ nữ chân dài luôn bạn. Cách hai bữa là có hái, cách hai bữa có hái. Mấy trái gốc bển bên đây nè. Không có được. Không có chỗ ngồi xuống luôn để quay phim luôn các bạn. Nó chặt. Trái này chắc để tới được nè. Trời ơi đây nè. Còn bẻ luôn. Bẻ luôn. Dạ. Giật luôn. Trái này sao ta? Để đi. Trời. Rồi để mấy trái đó đi. Rồi giờ đi bò khúc rong rồi bạn, còn một khúc nữa bạn. Đi tới coi lụm dịch, trứng cút gì nha bạn. Mình mới mua thêm 30 con cút mái nha bạn. Hai thằng vô đẻ đó, đó, còn giờ đang nằm đẻ nữa rồi sao bù lụm, thôi lát lụm nó sao bạn, kìa, hai đứa luôn, quản hồn rồi, thôi mẹ có làm gì hai đứa đâu, đó, hai đứa luôn bạn, để nó sợ cái nó xuống nước nó đẻ vớt không được bạn, nó xuống dưới nước này nè bạn, nó đẻ cái mình, ô ba ơi, hồi phải vớt lục bình cho nó ăn, ba không có gì dưới kìa, vô coi có trứng cút nào bạn, đây là bạn mình mới mua 30 con cút con nè bạn, với 5 con cũ là 35 con bạn, có con trống mà bạn. Giờ nó làm chúa tể sừng lầm được ba ơi, cẩn thận ba ơi, ba ơi. Nó gà. Có cái trứng nào không? Hôm qua con lụm mười mấy hai chục trứng con bỏ vô rồi. Chỗ này là mới các bạn. Rồi, cút này là người ta nói vài bữa nữa nó bắt đầu đẻ nha bạn chứ như chứ giờ chưa nha. Với nó cũng mới đem về nó chưa có ổn định đó bạn. Nó ăn ba coi thức ăn còn không? Rồi, vậy thôi đậy là đi một chút rồi cho ăn sau. Rồi lên đánh dấu mấy cái trứng gà ấy. Giờ nào, ổ nào? Ở giờ ổ nào bà cũng đánh đi hai ổ. Tại tụi nó vô đẻ chung nha. Để mình đánh dấu trứng gà bạn ơi. Nói là trứng nào mà không có đánh dấu chéo là lụm nha bạn, không có để cho nó ấp nữa nha bạn. Còn cái trứng nào mà có đánh dấu chéo thì mình để lỡ rồi nó ấp được cho ấp nha bạn, giờ mình đánh dấu nó. Gà mái để nó cái im ghe và con này nó ngoan lắm bạn. Gà mái này ngoan lắm. Đủ rồi bà, rồi qua bên ổ bên kia đi. Trả mày lại đó. Ấp giết con gà. Ấp giết con gà ôm nhôm nhách đi cũng nổi luôn, tôi nghĩ. Nổi chịu gà ăn gì thế nhé. Không có, bà nó cũng đứng lên đây nè, bà con hay cho nó ăn đây nè. Đâu, bà nó được mấy trứng ta.
Bữa đó được mấy trứng bà? 5 trứng. Ừ, thôi 5 trứng, đánh dấu 5 trứng đi. Cái trứng này làm gì nó dính cái gì? Cái gớm. Cái gớm, kệ nó. Có trứng gà tre nè. Rồi. Trứng gà tre nè. Chiếu hay không? Kệ nó, rồi bỏ qua đi. Trứng nó con tre. Rồi bỏ qua cho nó áp lại đi. Đó, sắp tới mà hãy mà mới là lụm vậy bạn, không có để cho nó ấy nữa. Trời ơi coi trứng cút, cô đem cái gỗ ra lụm gì có hột một trời. Tính đi lụm trứng vịt bạn. Lụm vịt luôn đi. Giờ nó đang đẻ rồi nó quảng sao? Đuổi nó ra cho lại lụm bạn. Bộn rồi. Đây. Đó. Đếm rồi bạn. Hai này mới đẻ vậy nó mới hỏi. Nó hỏi mới đẻ luôn. 2. 4. 6 chắc 20 hộp quá. 8 10 chắc 20 quá cũng bụng rồi. 10 rồi ba. 12 14 16 18 vậy là được 22 trứng bơi, 22 trứng nha bạn. Vậy còn cái trứng cút á bạn, là coi cái bà đó bán không có gạt mình thiệt, ba bò mò ngoài ngoài coi nó có nhiều lúc nó gớt bên ngoài bên này nó đánh rồi. Bà biết sao mà người ta không có gạt mình, tại vì người ta nói là con cút đó là sắp gớt hộp thôi chứ chưa có gớt hộp nha bạn. Mà mình mua vậy thì mình ok, tại vì nó mình mua về mình nuôi không bao lâu thì nó sẽ gớt hộp bạn, chứ giờ mua về cái loại nó gớt hộp rồi biết đâu nó bán đồ già cho mình sao bạn, thấy không? Thôi mình lấy 20 trứng cho bạn, trừ 2 trứng lại cho tụi nó. Rồi vô cái gì gan nè bạn, đâu hả? Nhưng mà nó sách dẻo không, đâu ba ăn thử cái coi. Ba mình đang mệt vô quất thử miếng rồi nó dẻo, ba sắn thử ra luôn nha ba. Đâu giờ ba sắn thử cái cục mà ra cho người ta coi, nó dẻo nhẹo rồi với bạn, mà nó đã là mà ngồi ăn dính găng luôn bạn. Ba mình khoái đó bạn nè, nãy là lụm ba trái hôm qua, trái là 4 trái bạn, giờ ăn cái trái hôm qua rụng nè bạn, lụm trước đó đó, giờ mệt mới là mệt vô mình mấy rồi bạn, hai cha con giờ te tua hết. Cũng thôi đi ra dọn ba cái vòng đó tụp lum hết bạn. Rồi hôm nay mình thu hoạch được bữa nay là dưa leo là hết rồi nha bạn, cuối vụ luôn rồi, ruộng hết dây luôn rồi ha. Đây đậu đũa, đậu bắp, dưa leo, 20 cái trứng, dưa gan, bữa nay thu hoạch chỉ có nhiêu đây thôi nha bạn. Rồi mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha, nếu mấy bạn thấy thích tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, cảm ơn các bạn rất là nhiều bạn, đặc biệt nhất là dưa gan ba mình rất thích. Trời ơi, bán cho người ta ăn về chứ tiếc lắm, vậy bạn không có ăn mà. Phải ăn dưa gan dữ lắm. Mà cũng tiếc. Ôi kệ đi bạn ơi, nói không phải tiếc gì mà hổng gà mấy bà ở sớm này năn nỉ quá. Bạn trời ơi, cứ gặp mình là hỏi dưa gan có chưa hoài bạn. Rồi thành ra mình cũng... Rồi thành ra mình cũng tiếc ấy, rồi thôi mình cũng hứa người ta giờ mình bán bạn, chứ thực ra là ăn ngon, bạn dưa gan nhà trồng ngon lắm. Đó rồi, nay chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi, chào tạm biệt mấy bạn.